giả Lão Pháp Sư Tịnh Không Tập 92 Các vị đồng học xin chào mọi người Hôm nay Có một số vị là bạn cũ của chúng ta đến từ nước mỹ đến từ bắc kinh đến từ cát lâm riêng các vị đồng học đến từ cát lâm thì nghe nói trong chiều hôm nay phải trở về sột thời gian tuy là rất ngắn nhưng chúng tôi đã giao lưu vô cùng vui vẻ Đối với việc tu học Phật Pháp Nhất định phải nhận thức cho rõ ràng Hôm qua Chúng ta đã dùng thời gian 2 giờ đồng hồ Để tóm tắt qua Một cách đơn giản Và nói rõ Cái cương lĩnh của việc tu học nội dung vô cùng phong phú nếu nói chi tiết thì phải cần thời gian rất dài hai giờ đồng hồ thì cũng chỉ nêu ra được cương lĩnh mà thôi để cho chúng ta biết phải học tập như thế nào ngàn ngữ cổ xưa có câu Sống đến già Học đến già Học không hết Thế gian và suốt thế gian Pháp Đều không có ngoại lệ Chúng ta học Phật Thì càng vĩnh viễn Là không có chỗ cùng tận trên kinh phật đã nói với chúng ta từ sơ phát tâm đến quả địa như lai thời kiếp rất dài không có cách nào tính đến trong kinh đại thừa thường nói ba đại a tăng kỳ kiếp cách tính đó là bắt đầu tính từ ngày chứng đắc Viên giáo sơ trụ Đến Pháp Vân Địa Bồ Tát Giai đoạn này là đã ba Đại A Tăng kỳ kiếp Từ đó cho thấy khoảng thời gian trước khi đắc sơ trụ Là không được tính vào khoảng thời gian sau khi đắc Pháp Vân Địa Thì cũng không tính vào Việc này chứng tỏ Việc học tập của chúng ta dính diễn không có chỗ cùng tận Buổi tối hôm qua Tôi tin là rất nhiều đồng học Cùng với tôi Đều là lần đầu tiên tham gia Buổi lễ thắp sáng đêm bình an Của Thiên Chúa Giáo do Tổng Giám Mục làm chủ trì Chúng ta cũng học được rất nhiều điều họ có rất nhiều sở trường như điểm mạnh đáng để chúng ta học theo chúng ta cũng có rất nhiều sở trường cần phải phát dương quan đại hơn cho nên giờ giờ, giờ phút phút đều đang học tập quyết định không nên quên việc học tập học tập chính là tu hành mà nhà phật thường hay nói cho nên nhất định phải hiểu được cái hàm nghĩa chân thật của hai chữ tu hành này tu là tu chính hành là hành vi tư tưởng kiến giải ngôn ngữ tạo tác của chúng ta đều là thuộc về hành vi hành vi có chỗ sai Cần phải tu sửa trở lại Hành vi không viên mãn Thì cũng phải tăng cường tu sửa thêm Phải đạt đến tận thiện tận mỹ Đây gọi là tu hành Cho nên dạng lần không nên hiểu sai Việc tu hành là phải nhất định Ở trong chùa tụng kinh lại Phật Cái phạm vi đó là quá nhỏ hẹp rồi Tu hành là ở trong cuộc sống thường ngày là trong khởi tâm động niệm chúng ta phải sâu sắc mà thế hội hôm qua tôi đã nhận được một bản phát chương quân phong là một cư sĩ nổi tiếng ông thông qua mạng internet mà gửi đến bức thư này của ông tôi xin đọc qua cho mọi người nghe ông nói là pháp sư tình không a di đà phật sau khi chúng con đã nghe xong băng giảng của ngài trở lại xem một số sách của phật giáo đối với phật pháp đã có được một số hiểu biết chúng con đã quen biết một số người trẻ tuổi họ đối với phật pháp rất có hứng thú mỗi lần họ đến tự viện trong tự viện có rất nhiều cư sĩ phát tâm phục vụ thái độ vô cùng ngạo mạn lên mặt hiếp người có rất nhiều người dù có sự ưa thích đối với phật pháp đã mất đi lòng tin đối với phật pháp một số người còn chuyển sang những tôn giáo khác. Một số người thì tiến hành hủy bán đối với Phật pháp. Nếu muốn hoàng dương khai mở thì sẽ vô cùng khó khăn. Người có thể chịu đi đến chùa rất ít. Trong đây cũng bao gồm luôn rất nhiều tâm huyết của các pháp sư và cư sĩ, nhưng mà sau khi đến tự viện rồi do vì rất nhiều sự biểu hiện của cư sĩ mà khiến họ rất khó để bước vào phật môn chúng con vô cùng lo lắng Do những điều như vậy mà đoạn đi huệ mạng của chúng sanh những cư sĩ chúng con cẩn cầu pháp sư có thể giảng một bài về cư sĩ làm thế nào để phục vụ nơi tự diện và làm thế nào để đối đãi với những chúng sanh vấn đề này thì đã tồn tại trong các tự diện ở đại lục một cách nghiêm trọng vì huệ mạng của chúng sanh Vì để cho có càng nhiều chúng sanh đi vào Phật môn Càng để cho những cư sĩ phát tâm Không thể cứ tiếp tục tạo nghiệp trong sự vô tri như vậy Khẩn thỉnh Ngài thành toàn ước nguyện cho chúng con Tôi nghe nói ngày 29 này ông dương là phó cục trưởng cục tôn giáo quốc gia sẽ đến singapore này để tham gia đại hội mừng thiên niên kỷ mới của chúng ta tôi sẽ đem bức thư này giao lại cho ông dương bạn hỏi tôi cư sĩ thì phải nên phục vụ như thế nào ở trong cửa Phật Tấm gương tốt nhất Là cư sĩ Lý Mộc Nguyên Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Đã từng diễn giảng Cho chúng ta nghe Hai lần rồi Tổng cộng là 4 giờ đồng hồ Trong 4 giờ này là báo cáo sự phục vụ của chính ông trong phật môn hai cuộn băng ghi hình này chúng tôi cũng đã làm thành đĩa vcd rồi đang cho lưu thông một cách rộng rãi bức thư này không có ghi địa chỉ chỉ có trên mạng Hy vọng là các bạn đem địa chỉ gửi cho tôi Tôi sẽ đem những tư liệu Của Lý Mộc Nguyên gửi về cho các bạn xem Các bạn có thể làm tham khảo Cư sĩ Lâm Phật giáo Singapore Tịnh Tông học hội Hai cái đạo tràng này không xem là lớn Nhưng cư sĩ phát tâm Ở những nơi này làm thiện nguyện Thì số lượng vô cùng nhiều họ cũng đều rất nhiệt tình không giống như những gì mà bạn nhìn thấy nhưng mà những tình trạng mà bạn nhìn thấy này tôi rất thấu hiểu tôi nhìn thấy cũng rất nhiều làm thế nào để tạo ra một sự chuyển biến gì thì phải nhờ giáo dục nếu như tự mình không có tiếp nhận giáo dục Phật Đà cho tốt Thì những phiền não tập khí này Sẽ vô cùng khó tránh khỏi rồi Cho dù là ngày ngày nghe kinh nghe Pháp Khuyết điểm vẫn cứ không ngừng khởi phát Cho nên chúng ta học Phật Trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt Ngài đã vô cùng từ bi dạy cho chúng ta tứ y pháp. Đó là lời ý nặng tình sâu. Ngài biết được những tình trạng của thời kỳ mạt pháp này. Cho nên Phật câu đầu tiên khuyên chúng ta y pháp bất y nhân. Không thể bởi vì thái độ ngạo mạn của con người mà làm chướng ngại đi sự mong cầu trí huệ phật pháp chân thật của chính chúng ta vậy thì sai lầm đó là ở tại chính chúng ta cho nên phật dạy chúng ta phải nên nhẫn nhục trong quá trình chúng ta đang cầu học Ngày tháng cũng không dễ dàng trải qua Lão sư vô cùng từ bi Tôi ở dưới hội của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam 10 năm Các bạn đồng học cũng chung sống với nhau tốt Đại chúng thì chưa chắc sống chung được tốt Cố tỏ vẽ ra cho bạn xem thì nhiều thời thời khắc khắc gặp được thì đều là cư sĩ người chỉ vào bạn giáo huấn bạn thì cũng rất nhiều tôi vì cầu pháp hết thảy tôi đều có thể nhẫn chịu được bởi vì chính tôi rất rõ ràng nếu rời khỏi cái nơi này thì tôi sẽ không học được phật pháp vì để học chánh pháp sự hủy nhục đến như thế nào đi nữa thì tôi cũng đều có thể tiếp nhận khổ nạn như thế nào tôi cũng có thể tiếp nhận chỉ cần lão sư không bảo tôi đi bất kỳ một người nào dùng bất kỳ thủ đoạn gì để ép tôi ra đi tôi cũng nhất định không đi cho nên tôi mới có thành tựu thí dụ thường hay gặp phải trường hợp như vậy khi ăn cơm sẽ không gọi bạn đến ăn không nói cho bạn biết họ ăn xong dọn dẹp sạch sẽ chúng tôi sau khi làm xong công việc trở về thì không có cơm để ăn một câu tôi cũng không nói mỗi tối đi tắm sau khi họ tắm xong thì khóa cửa nhà tắm lại chúng tôi không vào được vậy thì thôi vậy mọi thứ đều phải nhẫn nại chúng ta là vì cầu pháp không có tâm nhẫn nại thì làm sao thành công đây ở trên kinh kim cang thế tôn đã nói với chúng ta nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn bạn xem một bộ kinh kim cang đây là bộ được người Trung Quốc đọc tụng nhiều nhất Đọc tụng rất là phổ biến Lượng lưu thông cũng rất lớn Người không học Phật cũng biết được Nhà Phật có một bộ kinh tên là Kinh Kim Cang Những loại kinh khác thì họ không biết Từ đó cho thấy Độ nổi tiếng của Kinh Kim Cang rất cao Sáu cương lĩnh mà Bồ Tát tu học Sáu ba la mật Thì trong Kinh Kim Cang đối với bố thí và nhẫn nhục là nói nhiều nhất đây là ý gì bố thí nghĩa là buông xả buông xả là gì buông xả là không nên so đo tính toán với người khác thái độ của bạn ngạo mạn là việc của bạn tôi đến đây là để học phật pháp sự ngạo mạn của bạn không có làm chướng ngại được sự cầu học của tôi như vậy thì tốt sau khi tôi học thành tựu rồi bạn mời tôi tôi chưa chắc chịu đi người đọc sách phải rõ lý người học phật phải có trí huệ trí huệ có thể phá phiền não không những phá phiền não của chính mình còn phá phiền não của người khác nữa phiền não của người khác phát tác ta có trí huệ để ứng phó họ họ không chướng ngại được ta họ có ngạo mạn ta mà thối tâm rồi bạn nói xem đó là lỗi của ai tôi nói họ không có lỗi bản thân bạn có lỗi họ ngạo mạn chưa có đuổi bạn đi Cùng lắm là bạn bước vào cửa Thì họ nhìn bạn một cách không vừa mắt Nhìn thấy bạn họ không hài lòng Vậy thì có sao đâu chứ Bạn tránh đi một chút Né qua là được rồi Tu học cho thật tốt Ở trong những tình trạng như vậy Ngày trước Nhà Phật vô cùng xem trọng giáo dục Tự viện Tổng Lâm ngày xưa Chính là trường học Cho nên họ có học phong Họ có đạo phong Học phong là nghiên cứu Thảo luận giáo lý Đạo phong là tu hành Cũng chính là nói Những cảnh giới phương pháp Lý luận mà bạn học tập được có thể áp dụng thực tiễn cho nên người giàu phật môn đều có sự tu dưỡng tương đối về trí huệ đức hạnh khiến xã hội đại chúng tôn kính trên từ đế dương dưới cho đến thường dân Không có một ai mà không tôn kính nền giáo dục của Phật Đà Cho nên nền giáo dục của Phật giáo Mới có thể truyền bá được hơn 2.000 năm ở Trung Quốc Sâu chắc, kiên cố Gần đây thì đã biến chất rồi nền giáo học của phật môn không còn nữa hoàn toàn biến chất biến thành tôn giáo rồi dường như là nền giáo học phật giáo không có liên quan gì đến con người nhưng lại có liên quan mật thiết với quỷ thần mỗi ngày làm những phật sự siêu độ này là qua lại giao thiệp với quỷ thần cho nên mới có những tập khí xấu ác tồi tệ như vậy khiến cho những người sơ học nhìn thấy cái này không phải là phật pháp chúng ta tu học không phải là những thứ này nếu như từ trên sự biểu hiện của phật giáo mà nhìn thì đây là phật giáo mà tôi phản đối nhất thời tôi còn trẻ nhưng mà nếu nhìn từ trong bản chất của phật giáo vậy thì phật giáo khiến cho chúng ta kính phục nhất tôi cũng đã nói qua với các vị mấy lần rồi tiên sinh nathan là tổng thống hiện tại của singapore khi chúng tôi gặp mặt câu đầu tiên mà ông nói với tôi là trong số tất cả tôn giáo thì ông kính phục nhất là phật giáo bản thân ông là tín đồ ấn độ giáo ông nói phật giáo trọng thực chất không trọng hình thức đây là lời của người trong nghề người thông thường không thể nói ra được câu nói này có thể nói ra được câu nói này thì thật là quá hay nên giáo học của phật giáo là trí huệ chí thiện viên mãn thử hỏi chúng ta có muốn trí huệ hay không nếu muốn có trí huệ thì đi đâu để học đây học ở trong kinh điển đi học ở các vị cao tăng đại đức có đức hạnh chứ không phải học những gì cư sĩ phục vụ có thái độ ngạo mạn ở trong các tự diện như vậy chúng ta không phải là đến học họ cho nên thái độ của họ không có liên quan gì với chúng ta chân thật phải có sự hiểu biết đối với phật giáo nếu muốn học thì chúng ta phải khuyến tấn họ người thế gian Đặc biệt là đời sống trong xã hội hiện nay Đây là tác dụng phụ do khoa học kỹ thuật cao gây ra Đời sống tinh thần của mỗi một người Đều vô cùng căng thẳng Căng thẳng nên cáo kỉnh gắt gỏng Thế là phiền não tập khí từ vô lượng kiếp đến nay Liền thường hay khởi hiện hành Bạn vừa xem thấy thì hiểu đó là hiện tượng bình thường Đã là hiện tượng bình thường Vì thì bạn không nên tính toán nữa rồi Bạn đối với người ngạo mạn Họ ngạo mạn đối với ta Ta thì cung kính đối với họ Vì thì sự ngạo mạn của họ liền sẽ hạ xuống Đây là gì? Đây là mê Nếu đối với Phật Pháp có một chút tu dưỡng Bạn hãy đi độ họ họ tuy là lão cư sĩ học phật lâu hơn bạn nhưng mà sự thấu hiểu đối với phật pháp thì lại không nhiều bằng bạn bạn tuy là người đến sau bạn có thể làm thầy được nhưng mà không nên dùng cái hình tượng của người thầy để xuất hiện dùng cái thực chất của người thầy tổng thống nathan nói ta thực chất là người thầy nhưng mà hình tượng thì không phải là người thầy Ta hình tượng là thầy Vì thì sự ngạo mạn của họ lại càng cao hơn Cho nên giúp đỡ chúng sanh Đoạn phiền não Giúp đỡ chúng sanh Sửa đổi lỗi lầm Đây bạn được gọi là Tự hành hóa tha Bạn là đang hành Bồ Tát Đạo Cho nên phải hiểu được Những người này đều là phàm phu phiền não tập khí sâu nặng. Chúng ta hiểu được rồi. Chúng ta không đi tính toán với họ. Vẫn phải đi giúp đỡ họ. Lấy nhu khắc cương. Chân thật Tiếp nhận qua sự giáo học của Phật Phật ở trên kinh thường hay dạy bảo chúng ta Thâm giải nghĩa thú Phật Pháp mà giải cạn là không được Phải lý giải cho sâu Làm thế nào có thể giải sâu Thâm nhập sâu đây Nhất định phải áp dụng Phải đi làm cho được Bạn làm không được Vì thì bạn giải chưa đủ sâu bạn làm được càng nhiều Thì bạn giải được sẽ càng sâu Giải và hành Nhất định là tương ưng Giải giúp đỡ bạn hành Giúp bạn thực tiễn Hành là giúp bạn giải Bạn giải được càng sâu Với được càng rộng Cho nên cái vấn đề này xem ra là vấn đề rất nghiêm trọng trên thực tế đối với người chân thật tu học thì không phải là vấn đề nhưng mà bạn nói được rất hay người sơ phát tâm khó tránh khỏi bị chướng ngại đấy là sự thật chúng ta đối với người sơ phát tâm thì phải biết dùng thiện xảo phương tiện để mà khuyên bảo chính mình lại càng nên là một tấm gương tốt nếu như có cơ duyên có thể đến cư sĩ lâm singapore để tham quan xem nhiều một chút nếu như tự diện am đường ngày ngày không giảng kinh ngày ngày không sửa đổi sai lầm của chúng ta đó không phải là phật pháp đó chỉ là một cái đạo tràng phật giáo ở trên hình thức mà thôi ngày trước lão cư sĩ lý bình nam thường hay nói hữu miếu vô đạo bất năng hưng giáo hai câu nói này chúng tôi nghe xong cảm thán rất sâu cho nên nhất định phải đề xướng nền giáo dục phật đà không những chúng ta đề xướng mà ta còn cực lực đề xướng khuyên bảo mỗi một tôn giáo đều nên xem trọng việc giáo dục duy chỉ có giáo dục tôn giáo mới có thể phát dương quan đại mới có thể giúp xã hội thế giới này được an định thế giới hòa bình nhân dân hạnh phúc xin chào các vị đồng học của úc châu những hình ảnh truyền đến đây rất rõ ràng học hội có thể trù bị tổ chức cộng tu niệm phật và giảng tọa học phật vào ngày 26 tháng 12 này Đây là nhân duyên rất thù thắng có giảng kinh có niệm phật giải hành tương ưng phước huệ song tu thế tôn năm xưa còn tại thế vô số lần đã ân cần dặn dò chúng ta dạy bảo chúng ta tự mình tu hành như thế nào làm sao để giúp đỡ hết thảy đại chúng có duyên mà ở trong vô lượng hành môn đại sư thiền đạo đã từng nói qua ngài nói chư phật sở dĩ hưng xuất thế duy thuyết nhi đà bổn nguyện hải mọi người chúng ta đều biết ngài thiện đạo là hóa thân của a di đà phật đến thế gian này của chúng ta lời của ngài thiện đạo đại sư chính là lời của A Di Đà Phật tự mình nói ra cái thông tin này truyền đến cho chúng ta nội dung chân thật của nó mười phương ba đời hết thảy chư Phật Như Lai hiện thân ở trong người pháp giới chính là vì một sự việc đó là khuyên người niệm phật cầu sanh tịnh độ mà thôi bởi vì chúng sanh căng tánh không tương đồng sai biệt quá lớn cho nên thế tôn xuất thế vì chúng ta mà thuyết rất nhiều kinh luận thuyết ra rất nhiều rất nhiều pháp môn đều là gì khế cơ chúng ta hiện nay thì nói là thích ứng với các căn tánh khác nhau của mọi người thích ứng với các loại căn cơ khác nhau của các tộc loại nhưng mà vô lượng vô biên pháp môn đến sau cùng đều quy kết về pháp môn tịnh độ việc này chúng ta nhìn thấy rất rõ ở trên kinh hoa nghiêm hết thảy tất cả người tu hành sau cùng Quy túc về thế giới hoa tạng Sau khi đạt đến hoa tạng thế giới Thì bạn sẽ thân cận với tỳ lô giá na như lai Văn thù phổ hiền đại sĩ Mà văn thù phổ hiền Lại lấy Thập nguyện thập độ dẫn dắt quy về cực lạc. Cho nên những cổ đại đức thời đại tùy đường đã từng dùng tâm hiếu kỳ của chính mình tham cứu hết thảy kinh giáo mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết trong 49 năm xem tổng quy kết là gì đâu những vị đại đức này cũng có bao gồm cả những vị đại đức từ nhật bản hàn quốc đến trung quốc du học sự kết quy của họ cũng chính là sự công nhận hết thảy tất cả kinh pháp đều quy về Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Cho nên có thể khẳng định Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Là giáo pháp Căn bản của Thế Tôn Khẳng định Tất cả hết thảy kinh luận Đều là cành lá của hoa nghiêm Thí dụ như một cây đại thụ Thì hoa nghiêm là gốc của cây này Là thân của cây này Hết thảy kinh pháp mà Thế Tôn đã dạy trong 49 năm Là cành lá của thân cây này Việc này khẳng định Ở tại Trung Quốc 2000 năm nay đều được tứ chúng đồng học tôn trọng không có ai phản đối cả mà kinh hoa nghiêm đến sau cùng phổ hiền bồ tát thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc đây mới hiểu được cực lạc tịnh độ là nơi tổng quy kết của tất cả người tu hành trong mười pháp giới cư sĩ bành tế thanh những năm càng long thời đầu triều thanh đây là một đại đức rất có thành tựu trong phật pháp Khi hoàng niệm tổ lão cư sĩ Giảng hoa nghiêm Niệm Phật luận Đã từng là một bài giới thiệu rất chi tiết Bành Tế Thanh Là người xuất thân quý tộc Phụ thân của ông Là binh bộ thượng thư Vào thời hoàng đế Càng Long tương đương với chức bộ trưởng bộ quốc phòng ngày nay. Ông vô cùng thông minh. Còn nhỏ đã đậu tiến sĩ khi đó ông còn chưa tròn 20 tuổi. Nhưng ông đã lấy được học vị cao nhất của quốc gia đối với phật pháp ông cũng có trình độ rất cao cho nên tuy rằng ông lấy được học vị tiến sĩ nhưng không có đi làm quan ông tu hành làm cư sĩ mà tu học thông tông thông giáo ông nói kinh vô lượng thọ kỳ thực là trung bổn của kinh hoa nghiêm cách nói này là vô cùng chính xác ông đã đem hoa nghiêm kinh vô lượng thọ kinh a di đà xem thành một bộ nói một cách khác hoa nghiêm là đại bổn của kinh a di đà Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Kinh A-di-đà Hiện tại hầu hết người thọ trì là tiểu bổn Kinh A-di-đà Kinh Văn có dài ngắn không như nhau Nhưng nghĩa lý bên trong thì hoàn toàn là như nhau Hoa Nghiêm đã nói rất rõ ràng Kinh A-di-đà thì nói rất đơn giản Bình thường làm thời khóa tụng Đương nhiên càng đơn giản Càng chuyên tinh thì càng tốt Tiện cho việc thọ trì Nhưng mà đối với phương pháp cảnh giới lý luận ở trong đây Thì nói càng rõ ràng Càng tốt Hoa nghiêm chính là nói với chúng ta Một cách tương tận còn kinh vô lượng thọ thì giảng giải tường tận hơn kinh a di đà nhưng nói giản lược hơn kinh hoa nghiêm cho nên những năm đầu dân quốc hạ liên cư lão cư sĩ cực lực đề xướng đại thừa vô lượng thọ kinh là căn bản y cứ của tịnh tông, đồng thời cũng là một bản hội tập mới cho kinh vô lượng thọ. Trong lịch sử Trung Quốc, bản hội tập này của ngài là bộ thứ ba. Bản hội tập sớm nhất là bản của cư sĩ Vương Long Thư thời triều Tống hội tập, gọi là Đại A Di Đà Kinh. Lần hội tập thứ hai là của cư sĩ Ngụy Mặc Thâm, hội tập vào những năm Hàm Phong, Triệu Thanh, gọi là Maha Vô Lượng Thọ Kinh. Hà Liên Cư lão cư sĩ hội tập đây là lần thứ ba, tên gọi là Phật Thuyết Đại Thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh mỗi lần sau đều thù thắng hơn lần trước đến quyển này của hạ lão là vô cùng hoàn mỹ và hoàn thiện hơn nữa còn không có một khuyết điểm nhỏ nào có thể nói là bản đại thành của năm loại bản dịch nguyên gốc chúng ta ở trong quyển sách này nhìn thấy câu kinh văn mở đầu câu đầu tiên hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức đây là câu kinh văn đầu tiên phía trước là giới thiệu cho đại chúng có mặt nói rõ mối quan hệ mật thiết giữa hoa nghiêm và tịnh tông cho nên tịnh tông có thể nói là thực tiễn của kinh hoa nghiêm thập ba la mật của văn thù phổ hiền thập đại nguyện vương của phổ hiền bồ tát thực tiễn tại tây phương cực lạc thế giới do đó phàm là những vị pháp thân đại sĩ sanh đến thế giới hoa tạng không có một vị nào mà không đi theo văn thù phổ hiện giảng sanh cực lạc thế giới cái đạo lý này cùng với chân tướng sự thật chúng ta phải thông đạt rõ ràng Sau đó mới biết được sự đáng quý của tình tông Pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bạc Cảm được sự tán thán Của mười phương ba đời hết thảy như lai Thích ca mâu ni Phật Ở trong Đại Kinh Có thể nói là đại biểu cho chư Phật như lai Tán thán đối với A-di-đà Phật nói là quang trung cực tôn phật trung chi vương đây không phải là một vị phật tán thán mà là hết thảy tất cả phật đều tán thán duy chỉ có sau khi thông tông thông giáo đại triệt đại ngộ rồi thì đối với cách nói này của thế tôn đối với cách nói của thiền đạo đại sư mới hoàn toàn khẳng định Quyết định Không có hoài nghi gì nữa Chúng ta phải hiểu rõ Cái sự thật này. Thì phải quyết một lần Duyên của chúng ta quá thù thắng rồi Đúng như trên Kinh A-di-đà đã nói không thể dùng một chút thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia chúng ta nghiên cứu giáo lý giáo lý đạt đến chỗ viên mãn nhất người xưa gọi là cực trí đạt đến đỉnh điểm chính là quy kết về tịnh tông chính là khẳng định tịnh tông Do đây mà thấy Các đại đức tùy đường Những lời họ nói là không sai Họ nói hoa nghiêm pháp hoa Đây là Tám tông phái của Đại Thừa công nhận Nền giáo học viên mãn mà Thế Tôn đã thuyết Trong 49 năm Chỉ là sự dẫn dắt của kinh vô lượng thọ mà thôi Cách nói này Là bất khả tư nghị Hoa nghiêm và pháp hoa Là dẫn dắt đại chúng Quy về vô lượng thọ Dẫn dắt đại chúng Cầu sanh tịnh độ Tôi đối với cách nói này Của cổ đại đức Là hoàn toàn đồng ý Không có một tơ hào Sự hoài nghi nào Nguyên nhân do đâu Tôi đích thực là Do hai bộ kinh này dẫn dắt Nên mới quy y pháp môn tịnh độ Tôi lúc mới bắt đầu học Phật Khi còn trẻ tuổi Chưa nhận biết được tịnh độ Tuy là không có phản đối Nhưng mà không thể sanh ra được ý niệm đối với tu tịnh độ Tôi ưa thích Kinh Luận Đại Thừa Nghiên cứu giảng giải Kinh Luận Đại Thừa Tôi đã từng báo cáo qua với các vị Tôi đã giảng Hoa Nghiêm 17 năm Có một hôm Đột nhiên nghĩ đến Văn thù phổ hiền Tu là pháp môn gì Thiện tài đồng tử tu là pháp môn gì Tỉ mỉ lật lại kinh điển xem qua một lần nữa Thì ra họ tu pháp môn niệm Phật Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc Văn thù phổ hiền Là hậu bổ Phật của thế giới hoa tạng Đẳng giác Bồ Tát Là người lãnh đạo Của Pháp Thân Đại Sĩ Thế giới hoa tạng Hai vị ấy là có thể phát tâm Cầu sanh cực lạc thế giới Thân cận a di đà Phật Thì làm sao mà không khiến người ta Phải kinh ngạc Đây mới là chỗ cần phải Thâm cứu Tỉ mỉ của hai bộ Đại Kinh Hoa Nghiêm và Pháp Hoa này Từ đó Cái niệm quy y tịnh tông này của tôi Mới sanh khởi ra Ngày trước Pháp Sư Sám Dân đã từng khuyên tôi Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng khẩn thiết khuyên bảo tôi rất nhiều. Tôi đều bán tính bán nghi. Vì rất tôn kính đối với thầy, đối với lời của thầy thì tuyệt đối không có sự phản đối. Nhưng mà trong tâm vẫn là say mê ở trong kinh luận đại thừa. Tôi ưa thích kinh luận đại thừa. Cho nên cổ đức nói Hoa nghiêm pháp hoa Là sự dẫn dắt của vô lượng thọ Tôi khẳng định là hoàn toàn đồng ý Tôi là nhờ việc này Đã dẫn dắt mà đến với vô lượng thọ Nhiều năm tu học như vậy Đích thực là Được vô lượng thọ gia trị nói đến tình trạng gia trị khi các đồng học tiếp cận với tôi chỉ cần các vị tỉ mỉ thì các vị có thể thể hội được cũng có thể nhìn thấy được từ chỗ nào mà nhìn được từ trong ngôn hành của tôi mà quan sát được thì các vị có thể thể hội được bản thân tôi cũng có thể cảm nhận được đối với kinh luận đại thừa dần dần từng bước đã lý giải được thấu triệt lý giải được sâu lý giải được rộng đây là được hết thảy chư phật như lai gia trị không phải là năng lực của bản thân tôi lời của cổ đại đức nói là có đạo lý là chân thật chúng sanh thế giới ta bà phiền não tập khí sâu nặng không được chư phật như lai gia trị muốn khai ngộ thì quá khó rồi làm sao mới có thể được chư phật như lai gia trị tâm hành phải tương ưng đây là tôi thường hay khuyên miễn các đồng học tâm của chư phật như lai gọi là tâm bồ đề hạnh của chư phật như lai gọi là hạnh bồ tát thế nào là tâm bồ đề ở trên kinh hoa nghiêm thập nguyện của phổ hiền bồ tát chính là tâm bồ đề thập ba la mật của văn thù bồ tát chính là hạnh phổ hiền hạnh bồ tát chúng ta càng đem nội dung chính tinh giản hơn nữa để nói ra thì đó là chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi chính là tâm bộ đề nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên niệm phật chính là hạnh bồ tát mười câu hai mươi chữ rất là dễ nhớ đặc biệt là ở cái tâm Chúng ta khởi tâm động niệm Cần thiết phải tương ưng Với chân thành thanh tịnh Bình đẳng chánh giác từ bi Thì bạn đã phát tâm Bồ Đề Sau khi phát khởi tâm Bồ Đề rồi Thì hành vi của bạn Tự nhiên sẽ tương ưng với lục ba la mật tương ưng với nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên sau đó phát tâm cầu sanh tịnh độ nhất định được sanh pháp thân bồ tát Lấy việc cầu sanh tịnh độ Làm thành sự việc lớn nhất Bởi vì sanh đến Tây Phương cực lạc thế giới Thì sẽ nhanh chóng viên mãn Bồ Đề Chứng vô thượng đạo Hôm nay Tịnh Tông Học Hội Úc Châu đã tổ chức phật học giảng tọa cũng là lấy việc này làm tông chỉ bất luận là sắp xếp loại giáo trình nào thì cũng nhất định phải tương ưng với tông chỉ đây là pháp môn thuần chánh của chư phật như lai trước tiên chúng ta từ đây mà xây dựng lòng tin chăm chỉ nỗ lực để tu học qua vài hôm nữa chính là sẽ bước vào đại kỷ nguyên mới gọi là thiên hy niên hy vọng chúng ta ở trong thời gian thiên hy niên này tự mình nhất định có thể đạt được thành tựu thù thắng thành tích viên mãn tôi nhân việc này cũng chúc cho mọi người năm mới vui vẻ chúng ta trong dịp mừng năm mới tôi thường hay chúc mọi người tuổi tuổi bình an năm năm như ý hai câu này là nói từ trên quả quả nếu như không có nhân gì thì hai câu nói này chỉ là nói suông nhân là gì không làm nhiệt ác thì tuổi tuổi được bình an Xuyên làm việc lành Thì năm năm đều như ý Cho nên không làm việc ác Xuyên làm việc lành là nhân Còn tuổi tuổi bình an Năm năm như ý là quả báo Còn nhân thì ác có quả Cho nên không nên quên việc Đoạn ác tu thiện Được rồi tôi xin giảng đến đây thôi xin chúc các vị năm mới tự tại. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Tuyển dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vòng cư sĩ -a gmail com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật